Số 343. Kinh Thái Tự Loát Hộ. Hán dịch đời Tây Tấn, Tam Tạng Pháp Sư Trúc Pháp Hộ, người nước Nguyệt Chi. Nghe như vậy, một thời, ngự tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành La Duyệt Kỳ, cùng với 1.200 tỳ kheo và 12.000 Bồ Tát, các chúng Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, Thiên Vương, Phạm Thích và vô số dân chúng, quỷ thần, rồng đều đến Pháp hội đông đủ. Thái tử con vua A Xà Thế tên là Loát Hộ, cùng 500 con của các trưởng giả, quần thần trong nước, đều cầm lọng hoa bằng vàng từ thành La Duyệt Kỳ đi, cùng đi đến chỗ Phật. Dâng lọng hoa lên Phật, rồi lui ra, cung kính đảnh lễ Phật xong, đồng đứng chắp tay, Thái tử Loát Hộ bạch Phật. Con có điều muốn thưa hỏi, nếu Thế Tôn đồng ý thì con mới dám thưa, nếu không cho phép thì con không dám thưa. Phật đáp, ta sẽ trả lời tùy theo câu hỏi của ông. Thái tử bạch Phật, vì nhân duyên gì Bồ Tát được thân tướng đẹp đẽ? Vì nhân duyên gì Bồ Tát không vào bụng người nữ mà sinh ra từ hoa sen? Vì nhân duyên gì có thể tự biết việc của đời trước? Xin Phật từ bi vì chúng con mà nói rõ. Phật bảo Thái tử, người có thể nhẫn nhục không giận dữ, đời sau sinh làm người, đẹp đẽ không dâm dục, không giao phối với người nữ. Khi tuổi thọ hết, đời sau sinh làm người được 1 tuổi, 1 tháng hoặc 7 ngày, liền tự biết việc của vô số kiếp trước. Thái tử bạch Phật, vì nhân duyên gì thân của Bồ Tát có 32 tướng? Vì nhân duyên gì thân của Bồ Tát có 80 vẻ đẹp? Vì nhân duyên gì được thấy thân Phật người dân nhìn không chán? Phật bảo Thái tử, khi còn làm Bồ Tát, ưa thích bố thí các loại Phật cần dùng cho chư Phật Bồ Tát, thầy, cha mẹ, dân chúng, tùy theo nhu cầu của họ, do đó được 32 tướng. Bồ Tát vì có tâm từ thương xót 10 phương chúng sinh cho đến loài côn trùng, xem như con đỏ đều muốn độ thoát, do đó nên được 80 vẻ đẹp. Bồ Tát xem oan gia, cũng như cha mẹ, tâm bình đẳng không phân biệt, vì thế nên dân chúng khi thấy Phật nhìn không chán. Thái tử lại bạch Phật, vì nhân duyên gì Bồ Tát có trí tuệ hiểu rõ kinh điển sâu xa và hạnh Đà La Ni? Vì nhân duyên gì Bồ Tát biết định ý tam muội được an ổn? Vì nhân duyên gì lời Phật dạy đều là thiện, những người đã nghe đều hoan hỷ tin nhận? Phật bảo Thái tử, Bồ Tát ưa thích biên chép, tin nhận, đọc tụng, học tập, nên đã có trí tuệ biết kinh điển sâu xa, được hạnh Đà La Ni. Vì Bồ Tát thường thích chuyên tâm, chánh ý nên được an ổn trong tam muội. Điều Bồ Tát nói đều chí thành, không có sự dối trá. Vì thế những điều nói ra, mọi người đều tin tưởng hướng về. Những người đã nghe đều vui mừng, thọ nhận. Thái tử lại bạch Phật, vì nhân duyên gì Bồ Tát học kinh? Do nhân duyên gì nghe Phật giảng nói, mọi người đều tin nhận? Vì nhân duyên gì nhận biết kinh, luật, các pháp oai nghi? Vì nhân duyên gì hiếu thuận, làm theo lời Phật dạy không trái phạm? Phật bảo Thái tử, Bồ Tát đời đời không vua nịnh, cho nên học kinh Phật, nghe Phật nói đều hiểu biết không quên. Bồ Tát hiểu kinh sâu xa, không hãi, không sợ, cho nên khi được kinh luật liền biết theo đúng pháp. Bồ Tát đời đời kính trọng Phật, kính trọng kinh, kính trọng sư trưởng, kính trọng cha mẹ, cho nên được trí tuệ. Thái tử lại bạch Phật, Bồ Tát vì nhân duyên gì đời đời sinh ở bên Phật? Vì nhân duyên gì nghe Phật tán thán kinh mà được trí tuệ hiểu biết? Phật bảo Thái tử, Bồ Tát đời đời gặp người nói kinh không gây rối loạn, phá hoại, không chê trách, do đó được ở bên Phật. Bồ Tát vì Bồ Tát thường khen ngợi kinh sâu xa nên được trí tuệ. Thái tử lại bạch Phật, Bồ Tát vì nhân duyên gì không sinh nơi ác? Vì nhân duyên gì sinh lên cõi trời? Vì nhân duyên gì không tham ái dục? Phật bảo Thái tử, Bồ Tát đời đời tin Phật, tin kinh, tin tỳ kheo tăng, nên không sinh vào 8 nơi nạn ác. Bồ Tát giữ giới không thiếu sót nên sinh lên cõi trời.
Bồ Tát biết kinh pháp vốn không nên không tham ái dục. Thái tử lại bạch Phật: vì nhân duyên gì mà hành động của thân, lời nói của miệng, ý nghĩ nơi tâm của Bồ Tát đều trong sạch? Vì nhân duyên gì mà không thể tìm được chỗ sơ hở? Vì nhân duyên gì mà không dám phỉ báng Phật, không dám phỉ báng kinh, không dám phỉ báng tỳ kheo tăng? Phật bảo Thái tử: Bồ Tát hầu Phật ưa thích học kinh, mến tỳ kheo tăng, cho nên được trong sạch. Bồ Tát ngày đêm hành đạo tinh tấn, không biến trễ, nên ma không thể tìm được chỗ sơ hở. Lời nói của Bồ Tát đều chí thành, vì thế mọi người không dám phỉ báng Phật, không dám phỉ báng kinh pháp, không dám phỉ báng tỳ kheo tăng. Thái tử lại bạch Phật: vì nhân duyên gì tiếng của Bồ Tát cao thanh tốt như tiếng Phạm Thiên? Vì nhân duyên gì có tám thứ âm thanh? Vì nhân duyên gì biết ý nghĩ của mọi người nên đều đáp ứng cho họ? Phật bảo Thái tử: Bồ Tát đời đời chí thành, không dối trá, cho nên tiếng cao thanh tốt như tiếng Phạm Thiên. Bồ Tát đời đời không nói lời ác, nên được tám thứ âm thanh. Bồ Tát đời đời không nói hai lưỡi, không nói dối, cho nên được mọi người nhớ nghĩ đến đều có thể đáp ứng. Thái tử lại bạch Phật: vì nhân duyên gì mạng sống được dài lâu? Vì nhân duyên gì thân không bị bệnh tật? Vì nhân duyên gì gia đình hòa thuận, thương mến nhau, không làm cho người khác ly biệt? Phật bảo Thái tử: người không sát sinh, nên đời sau sẽ làm người liền được mạng sống dài lâu. Không cầm dao, đồ, binh khí đánh người, nên đời sau làm người không bị bệnh tật. Gặp người có ý gây gỗ, luôn đứng ra hòa giải, làm cho họ vui vẻ. Vì thế đời sau làm người không hề khiến cho người khác ly biệt. Thái tử lại bạch Phật: vì nhân duyên gì Bồ Tát có được nhiều của vật quý báu mà không bị mất? Vì nhân duyên gì không mất của cải, không bị người trộm cướp? Vì nhân duyên gì luôn được tôn quý hơn hết? Phật bảo Thái tử: vì không tham của cải của người khác, nên đời sau làm người được giàu có an vui. Hoan hỷ bố thí, không tham lam keo kiệt, nên không mất tài sản mà vật chất tăng thêm nhiều. Thế người giàu có được tiền của, tâm không ganh ghét, không kiêu mạn, nên đời sau được cao sang tôn quý. Thái tử lại bạch Phật: vì nhân duyên gì có thể được thiên nhãn thấy thấu suốt? Vì nhân duyên gì được thiên nhĩ nghe thấu suốt? Vì nhân duyên gì có thể biết việc sống chết của người đời? Phật bảo Thái tử: vì ưa thích đốt đèn sáng trước Phật, cho nên đời sau làm người được thiên nhãn xem thấu suốt. Do ưa thích đem âm nhạc ca ngợi cúng dường nơi chùa, nên đời sau làm người được thiên nhĩ nghe thông suốt. Bồ Tát ưa định ý, vào tam muội được thiền định, nên biết việc biến đổi sống chết của đời. Thái tử bạch Phật: vì nhân duyên gì Bồ Tát được phi hành bằng bốn thần túc? Vì nhân duyên gì Bồ Tát nhớ biết việc vô số kiếp đời trước đến nay? Vì nhân duyên gì Bồ Tát được đắc chánh giác thành Phật, liền nhập Niết Bàn? Phật bảo Thái tử: vì Bồ Tát ưa thích bố thí, thường đem xe, ngựa, lừa, la, voi, lạc đà, giày dép và ghe thuyền cúng dường cho chư Phật, tỳ kheo tăng và dân chúng. Do đó nên được bốn thần túc phi hành. Bồ Tát tâm chuyên nhớ nghĩ chư Phật, đem chỗ học về tam muội dạy cho người. Do thế nên nhớ biết việc đời trước từ vô số kiếp đến nay. Bồ Tát được đạo bất thoái chuyển, vì nhớ nghĩ không vướng mắc. Do đó nên dứt gốc sinh tử, được Phật đạo nhập Niết Bàn. Thái tử lại bạch Phật: vì nhân duyên gì Bồ Tát dựa vào việc ở nơi nước Phật? Vì nhân duyên gì dựa vào chúng tỳ kheo tăng? Vì nhân duyên gì có ánh sáng chiếu khắp mười phương? Phật bảo Thái tử: Bồ Tát vốn cầu đạt nguyện lớn, nên được ở nơi nước của Phật. Bồ Tát ưa thích làm việc bố thí cho mọi người, đến sinh một cách hoan hỷ, dạy cho người thực hành sáu pháp ba la mật, vì thế nên đời sau được làm tỳ kheo tăng. Bồ Tát hoan hỷ đem bảy thứ báu làm lòng hoa dâng lên Phật, vì thế nên có được ánh sáng chiếu khắp mười phương. Đức Phật đã vì Thái tử phân biệt nêu giảng các sự việc như vậy. Thái tử hoan hỷ và 500 vị
con của trưởng giả cũng đều rất hoan hỷ. Thái tử Loát Hộ lại bạch Phật: xin cho con vào đời sau, Phật nói ra điều gì khiến cho con được lãnh thọ, làm theo đều được như ý nguyện. Phật liền cười, từ trong miệng phóng ra ánh sáng năm sắc. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: ông nghe ta nói việc này, Thái tử, Bồ Tát Thái tử Loát Hộ và con của các vị trưởng giả, đời trước đã từng cúng dường 108 ức Phật, đều hành đạo Bồ Tát, cho đến vào đời trước thời Đức Phật Đề Hòa Ca La hành thế. 500 người này đều là đệ tử của Phật, được ta dạy bảo. Đời sau đều trở lại gặp nhau nơi kiếp cuối cùng của 6 ức Đức Phật, cùng ở trong một kiếp hội Mahabala. 500 người này trước sau đều thành Phật đồng một hiệu là Nhã Na Kỷ Đầu Đà Gia. Sau khi thành Phật, đồng như Phật A-di-đà. Cõi nước của họ cũng như của Phật A-di-đà không khác. Bồ Tát bay đi qua lại trong nước đều như cõi của Đức Phật A-di-đà. Nếu có người nào nghe kinh này tin nhận vui mừng, thì đều được sinh vào cõi nước Phật A-di-đà. Phật giảng nói kinh này xong, Thái tử Loát Hộ cùng 500 người con của các trưởng giả, các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, các trời, người, quỷ thần, rồng, đều hết sức vui mừng ở trước Phật làm lễ, rồi lui ra. Số 344. Kinh Thái tử Hòa Hưu. Hán dịch. Tăng Hữu Sao Lục ghi thất dịch, phô vào dịch phẩm đời Đông Tấn. Bấy giờ, Đức Phật ở tại núi Kỳ Xà Quật thuộc thành La Dược Kỳ, cùng với 1 vạn Bồ Tát, 1250 vị tỳ kheo và vô số các ưu bà tắc, ưu bà di, các thiên vương, phạm, người, quỷ, thần, rồng cùng tụ hội. Thái tử con vua A Xà Thế tên là Hòa Hưu và 500 người con của các trưởng giả đều cầm lọng hoa vàng từ thành La Dược Kỳ để đến chỗ Phật, dâng lọng hoa vàng lên Phật, rồi đồng chắp tay, đồng mặt đảnh lễ, xong lui ra đứng trước Phật. Thái tử chắp tay bạch Phật: vì nhân duyên gì Bồ Tát được thân tướng đẹp đẽ? Vì nhân duyên gì Bồ Tát không vào thai người nữ mà từ trong hoa sen hóa sinh? Vì nhân duyên gì biết được nguyện đời trước? Xin Phật nói thương về chúng con mà phân biệt giảng nói. Phật bảo Thái tử: Bồ Tát nhẫn nhục không sân giận, đời sau sinh làm người được thân tướng đẹp đẽ. Bồ Tát không dâm dật, không cùng với người nữ giao phối, đời sau làm người không vào trong thai người nữ mà ở trong hoa sen hóa sinh. Bồ Tát vui vẻ đem kinh luật dạy cho người, đời sau sinh ra liền tự biết được các sự việc của vô số đời trước. Thái tử bạch Phật: vì nhân duyên gì Bồ Tát có 32 tướng tốt? Vì nhân duyên gì có 80 vẻ đẹp? Vì nhân duyên gì khi được thấy hình tướng Phật, người dân nhìn không chán? Phật bảo Thái tử: khi còn là Bồ Tát thường hay bố thí cho người, tùy theo chỗ mong cầu của họ. Người muốn được quần áo, thức ăn uống, vàng, bạc, châu báu, xe, ngựa. Người giúp việc, vợ con, da, thịt, đầu, mắt đều đem thí cho người, không có luyến tiếc, cho đó nên được 32 tướng tốt. Bồ Tát có tâm từ thương xót muôn dân, cả đến các loài côn trùng, xem như con mình, đều muốn độ thoát, vì thế nên được 80 vẻ đẹp. Bồ Tát gặp oan gia như gặp cha mẹ, tâm đều bình đẳng, không phân biệt. Vì thế nên khi thấy thân tướng Phật, mọi người đều nhìn không chán. Thái tử bạch Phật: vì nhân duyên gì Bồ Tát có trí tuệ, biết được kinh sâu xa? Vì nhân duyên gì biết được sự an ổn của tam muội? Vì nhân duyên gì những lời Phật đã nói đều làm cho người nghe sinh hoan hỷ? Phật bảo Thái tử: Bồ Tát thích biên chép, đọc tụng, học tập, nói giảng kinh điển, cho nên có trí tuệ biết được kinh sâu xa. Bồ Tát tâm thường ưa thích, định ý an tâm nên được sự an ổn của tam muội. Những lời Bồ Tát nói đều chỉ thành, không dối trá, lừa gạt. Do đó lời nói ra thành thật, người nghe đều hoan hỷ. Thái tử bạch Phật: vì nhân duyên gì mà hành động của thân, lời nói của miệng và ý nghĩ nội tâm của Bồ Tát đều trong sạch? Vì nhân duyên gì mà không thể tìm được chỗ sơ hở của các vị?
Vì nhân duyên gì mọi người không dám phỉ báng kinh Phật, không dám phỉ báng Tỳ kheo tăng? Phật bảo Thái tử, Bồ Tát hầu kính Phật, ưa thích học kinh, vui thích kính Tỳ kheo tăng, đang được trong sạch. Bồ Tát ngày đêm hành trì tinh tấn, nên ma không thể tìm được chỗ sơ hở. Lời nói của Bồ Tát luôn chí thành, nên mọi người không dám phỉ báng Phật, không dám phỉ báng kinh Pháp, không dám phỉ báng Tỳ kheo tăng. Thái tử bạch Phật, vì nhân duyên gì Bồ Tát được mạng sống dài lâu? Vì nhân duyên gì được không bệnh tật? Vì nhân duyên gì trong gia đình đều hòa thuận, tôn trọng nhau, không khiến người khác chia rẽ? Thái tử Phật bảo Thái tử, Bồ Tát vì có tâm từ không sát sinh, vì thế nên đời sau được mạng sống dài lâu. Bồ Tát không cầm dao, đồ, binh khí, làm người kinh sợ, cho nên đời sau sinh ra được không bệnh tật. Bồ Tát thấy người có ý gây gỗ, bèn khuyên giải làm cho hòa hợp, cho nên đời sau sinh ra không khiến người khác bị chia rẽ. Thái tử bạch Phật, vì nhân duyên gì Bồ Tát dễ được tài sản giàu có, không khó khăn? Vì nhân duyên gì không mất của cải, không bị người trộm cắp? Vì nhân duyên gì được sang trọng? Phật bảo Thái tử, Bồ Tát luôn có trí tuệ không ngu si, do đó nên được giàu có không khó khăn. Bồ Tát bố thí cho người khác tâm không luyến tiếc, nên không bị mất tài sản. Thấy người giàu vui được tiền của, không sinh ganh ghét, do đó nên được tôn trọng. Bồ Tát không giết hại, không tự cao, do đó nên được sang quý. Thái tử bạch Phật, vì nhân duyên gì Bồ Tát được thiên nhãn thấy thấu suốt? Vì nhân duyên gì Bồ Tát được thiên nhĩ nghe thông suốt? Vì nhân duyên gì biết được các niệm sinh tử thiện ác của thế gian? Phật bảo Thái tử, Bồ Tát thích đốt đèn sáng trong chùa Phật, do đó nên được thiên nhãn thấy thấu suốt. Bồ Tát thích tấu nhạc cúng dường trong chùa Phật, nên được thiên nhĩ nghe thông suốt. Bồ Tát nhập vào thiền định được tam muội, nên biết được các nẻo sinh tử thiện ác của thế gian. Thái tử bạch Phật, vì nhân duyên gì Bồ Tát đạt bốn thần túc phi hành? Vì nhân duyên gì Bồ Tát nhớ được việc của vô số kiếp trước? Vì nhân duyên gì Bồ Tát thành Phật liền chấm dứt sinh tử? Phật bảo Thái tử, vì Bồ Tát đem bố thí cho người những thứ như xe, ngựa, voi, lừa, la, lạc đà, giày dép, do đó nên được bốn thần túc phi hành. Bồ Tát nhớ nghĩ về tam muội thần túc học được của chư Phật, đem dạy cho mọi người, do đó nên nhớ được việc của vô số kiếp trước. Bồ Tát thành tựu được ý không chấp trước của Phật, cho nên được vào niết bàn chấm dứt sinh tử. Thái tử bạch Phật, vì nhân duyên gì Bồ Tát được dự vào việc làm trang nghiêm nước Phật? Vì nhân duyên gì Bồ Tát đoán biết được đời sau sẽ làm Tỳ kheo tăng? Vì nhân duyên gì có được ánh sáng chiếu khắp mười phương? Phật bảo Thái tử, vì Bồ Tát thường có nhiều thệ nguyện, do vậy nên được dựa vào việc làm trang nghiêm nước Phật. Bồ Tát ưa thích bố thí và dạy bảo mọi người thực hành sáu ba la mật, nên đời sau được làm Tỳ kheo tăng. Bồ Tát dùng vật bảy báu làm lọng che Phật và chùa thờ Phật, do vậy nên có được ánh sáng chiếu khắp mười phương. Phân biệt. Phật phân biệt thuyết giảng các việc này cho Thái tử. Thái tử và 500 người con của các trưởng giả đều vui mừng. Thái tử bạch Phật, đời sau những điều Phật dạy bảo, con đều vẫn giữ, thực hành đầy đủ. Phật cười lớn, từ trong miệng phóng ra ánh sáng năm sắc, chiếu khắp mười phương. Bồ Tát Di Lặc liền bước ra trước chỗ Đức Phật, quỳ gối chắp tay thưa, Phật không bao giờ cười mà không có nguyên do, vì nhân duyên gì miệng lại phóng ra ánh sáng năm sắc chiếu khắp mười phương. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc, ông hãy nghe ta nói, Thái tử Hòa Hưu cùng 500 người con của các trưởng giả đời trước đã cúng dường 500 ức Phật, đều hành trì đạo Bồ Tát, đến đời trước thời Đức Phật Đề Hòa Nghiệt La. 500 người này đều là đệ tử được ta dạy bảo. Đời sau đều được chung một hội, cúng dường sáu ức Phật, sau đó một kiếp.
kiếp tên là Maha Ba La Mật. 500 người này thứ lớp đều cùng thành Phật, đồng một hiệu là Nhã Na Cảnh Đầu Đà Na. Cõi nước ấy giống như cõi của Đức Phật A Di Đà. Bồ Tát bay đi qua lại trong cõi nước, biến hóa đều như các Bồ Tát trong quốc độ của Phật A Di Đà. Người nghe kinh này đều được sinh về cõi nước Phật A Di Đà, làm Bồ Tát như Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, Bồ Tát Tam Ma Đề Bát, đời sau sẽ thành Phật như Phật A Di Đà. Phật giảng nói kinh này rồi, Thái tử Hòa Hưu cùng 500 người con của các trưởng giả, các Bồ Tát Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, chư thiên phạm người quỷ thần rồng đều rất vui mừng, làm lễ trước Phật rồi lui ra.